Ôi trời ơi, Sài Gòn lại trở về Sài Gòn. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Hôm nay trở về, à, em trở về ngôi nhà tình đầy yêu thương, mến thương của quý vị khán giả, của, của anh Quân và của chủ đất, của khu vực, của bà con nối xóm. Thì em mới vừa rớt xuống xe đây. Ôi trời ơi, đây quý vị ơi, coi em này. Ở đất Ba Vì, về đến đây những cái những cái tà áo rồi đất này. nhưng mà có thể giữ đây là đi Canada đây nhờ những khoác những cái, cái cái áo này em mới vừa về đang tính dở ra để phơi lên nhưng mà chắc phải giặt sơ quá chứ không có nó, nó hôi hám thúi đã đen đúa mà hôi hám thúi vâng, quý vị quý vị nhìn thấy <laughs> chị bất nói... <Đức cười> nhiên của chúng ta hôm nay rất xinh đẹp không ạ à? à... <laughs> xin quý vị nhận đây không các ngày xưa chị cứ ngồi ghế đi hai chị em mình ngồi em ghế mình nói mà. chuyện nha à, hôm nay thì à, à, câu <laughs> chuyện về à, mẹ con của Hotboy Canada à, sẽ à, được lên hiện à, à, đưa tới cho quý vị với những thông tin mới và hấp dẫn nhất nha yeah. hôm nay em trở về à, Sài Gòn là để à, coi như là vì ảnh sự quán Canada cũng điện cho em là cháu đã ra đã có à, cái quốc tịch có cái quốc thịt gốc á đã gửi về lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh rồi và em cũng hỏi là cái chiều hướng bằng một cách thuận tiện nhất cho em thì vì ở đó là nói là không có gửi được em là phải là người lên nhận và vì vương như vậy á thì có thể vương là một cái giấy ủy quyền nhưng mà khi làm hộ chiếu thôi còn cái giấy này em lên nhận cũng được không sao thì em mới hỏi là nếu mà vương con em em cũng trình bày như vậy á thì nói là nếu mà vương đi như vậy á thì phải có em chứ vừa rồi em cũng nói là nếu có gửi về à, về địa chỉ ở Hà Nội ở chỗ cháu đạt được không nhưng mà người ta nói không được cho nên mẹ con em đành phải cuốn gói tất cả về đây để thu xếp giấy tờ làm trong cái thời gian sớm nhất là ba tuần là cháu có cái hộ chiếu Canada rồi thì nhưng mà người trên ảnh sự quán nói là muốn có nhanh là phải đặt vé máy bay vì là nếu thật sự cháu bệnh thì đặt cái vé máy bay thì trong cái thời điểm đó là có hộ chiếu của cháu rất là nhanh và khi có hộ chiếu rồi á thì người ta mới nói là chị em em đã xin visa chưa nhưng mà em nói là em xin visa thì phải có cái hộ chiếu của con em nó kèm theo mà tất cả hồ sơ giấy tờ này kia thì em làm hết thủ tục hết rồi em cũng đã gửi ở bên chỗ dịch vụ rồi người ta nói đúng rồi nếu mà như vậy thì chờ cái hộ chiếu của cháu ra thì trong vòng 3 tuần mà có thể sớm hơn để đó nó đặt cái vé máy bay thì, thì cái hộ chiếu của cháu nó sớm hơn. Vâng, à, thưa quý vị, à, những gì chị Duyên chia sẻ thì à, có thể các cô chú bác, à, những người mà à, đã và đang định cư ở nước ngoài, đặc biệt là Canada sẽ hiểu được cái à, quá trình. Thế nhưng à, như lên hiện nay cũng như là nhiều khán giả khác, rất là thương dương rất là thương chị Duyên, rất là quan tâm và tất cả chúng ta tận sâu, thẩm của đáy lòng của chúng ta đều muốn là cái kết cục của câu chuyện về chàng hot boy canada này nó mang những cái hiệu quả rất là tốt luôn yeah. cho nên để lên thiện sẽ làm rõ thêm về cái tình huống mà chị duyên mới vừa chia sẻ cô chú với chúng ta là cái chuyện mà vương được lãnh sự canada cấp lại visa như thế nào nha quý vị yeah. à, dạ thưa chị có nghĩa là ngay khi nhận được thông tin từ lãnh sự quán canada qua điện thoại yeah. lúc đó chị đang ở ba vì chỗ đạt yeah. thì yeah. À, bên đại lãnh sự quán nói rằng visa của dương dương đã về đúng không ạ à? không đâu no. giấy quốc tịch cái giấy quốc tịch này giống như một cái sổ hộ khẩu của mình á à vâng là đó. cái mà trước đây em với chị cùng đi làm để mà làm mất rồi. là coi như là nghĩ là nó Thôi, sẽ là lại cái giấy ờ, đó cái thì đợt giờ... mà chị chia sẻ là trong ừ. quá trình hai mẹ con đi lăn bạc ngoài đường ở thì nó bị mất dạ, mà một rồi. khi mà em nghĩ là mất cái đó rồi nên rất rất là nguy hiểm dạ. nó mang cái tính gọi là có thể là kết thúc luôn cái việc mà trở lại cái quê cha đất tổ của của vương con trai vậy đúng không ạ dạ. à? thế nhưng từ cái sự mà tận tâm nhận nhiệt tình của chỗ của dịch thuật chỗ anh gì đó chị anh à, <laughs> anh đó là cũng là một ân nhân nha quý vị ngay chỗ dịch thực ở đường Baxter à, và à, nhân viên tổng linh sân quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ rất nhiệt tình mặc dù là hồ sơ trong đợt dịch nó bị ách tắc lại nhưng mà cái nỗ lực mà giúp đỡ hết sức mình thì đến hôm nay sau gần hơn gần một năm thì nó đã có những cái kết quả như mình mong muốn rồi chị nói tiếp đi là chị nhận được cái thông tin của lãnh sự là đã khôi phục lại được quốc tịch cho vương. Dạ, khôi tịch này được quốc tịch cho cháu là thứ hai tuần rồi. Theo chị với một cái người là có chồng là người Canada, việc khôi phục quốc tịch Canada cho con mình nó mang những cái thuận lợi gì thưa chị? thuận là có nghĩa là cho khi cháu có cái quốc tịch đó rồi á thì cháu về bên kia là là ví dụ cháu làm một cái công việc gì thì cháu không cần phải đi chích lục nữa mà đi chích lục thứ nhất là bên đó cháu đang bệnh và thứ hai nữa là chị như vậy nếu mà chị có đi được thì chị cũng chẳng có xe mà chẳng biết đường biết xá nữa mà nó rất là xa theo như anh 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 sinh tố nói á, là chị vẫn đi làm giấy tờ như vậy xa lắm thì tôi cố gắng đợi vì mình đợi đã hơn một năm rồi vì, quý vị vì vừa rồi nó là dịch cho nên là cái giấy tờ hồ sơ nếu làm cái em cũng định lên lãnh dự quán nếu chị làm một cái hộ chiếu cấp cứu chỉ có cái cái cái, cái thời hạn nó chỉ có hai năm thôi nhưng mà nhưng mà cái um, hộ chiếu mà để cho năm 10 năm á thì phải có cái giấy quốc tịch này thì khôi phục lại cái quốc tịch này là vì các cô cũng hiểu cháu như vậy cho nên các cô sẽ hỗ trợ hết mức có thể thì ngày hôm nay đã có giấy quốc tịch rồi thì uh, cháu sẽ ăn thứ hai này là em đi lên em nhận cái giấy quốc tịch đi lên nhảy giấy quốc tịch xong em làm hộ chiếu cho cháu luôn thì trong thời gian làm hộ chiếu canada cho cháu thì chỉ có 3 tuần thôi đó những gì là em chia sẻ đó hết rồi thì quý vị ở bên canada à, hãy à, biết thông tin gì chính xác để um, tốt cho mẹ con em thì hãy cho em cái thông tin để em giống như anh dũng chia sẻ rồi về khi về sài gòn thì tất cả mọi thứ gì á thì sẽ liên lạc với anh, anh sẽ hỗ trợ hết mình, anh có thể thưa chị với việc mà đã có quốc tịch của Vương Canada thì theo như chị cái vấn đề năng giải mà trước đây hai chị em mình rất là lo lắng trong việc là sẽ tạo điều kiện cho Vương trở về quê cha đất tổ của mình là quê của ba Vương yeah. thì đến thời điểm này theo chị đánh giá thì nó đã đi được bao nhiêu phần trăm, phần trăm của đoạn đường? À. Vì nó có giấy quốc tịch rồi thì đi lên nằm hộ chiếu? Có nghĩa là, là ngang hiện ngang tại mà. bây giờ? Yeah. Giấy tờ đã chứng minh rằng Vương chính là người Canada yeah, Mà điều rồi. mà chúng ta thường hay sử dụng là hot boy Canada trong suốt hơn một năm qua đúng không chị? Dạ yeah, đúng rồi Đây là một người thanh niên đã là người Canada rồi nha quý vị Mẹ là người Việt, cha là người Canada và chính em, em là người gốc Canada Còn những cái vấn đề tiếp theo là Chị sẽ làm sau khi thứ hai này, chị sẽ yeah. lên lãnh sự yeah. Chị lấy cái hồ sơ quốc tịch yeah. Rồi tiếp theo nữa là chị sẽ làm gì? Làm hộ chiếu Hộ chiếu là ai sẽ làm cho chị? thì uh, sẽ phát một bộ hồ sơ cho cho chị về rồi bắt đầu cái mình điền và đi chụp hình cho cháu là đem vô lập luôn. Dạ vâng, ở uh... lãnh sự quán Canada. Lãnh sự quán hay là cục uh, cảnh lãnh sát? Lãnh sự quán, quán Canada luôn. Dạ đúng rồi. Và ai nói với chị là phải có vé máy bay thì nó mới nhanh hơn. Ờ à, các uh, mấy cô nhân viên ở trong uh, lãnh sự quán. À có thể là ngày mai chị lên chị nhận cái quốc tịch đó thì chị sẽ hỏi thêm kỹ hơn đúng không à? ạ? Dạ. Và vé máy bay là vé máy bay của riêng vương hay là của hai mẹ con? Của riêng vương. Vâng. Vì chị chưa có xin visa dạ chưa biết ngày. nhưng mà nếu có vé máy bay rồi sẽ làm được cái, uh, cái hộ chiếu cho vương rất là nhanh vậy thì nếu xong hết thì vương đi một mình à không vương không đi một mình được vì vương đi một mình không có được vương đang bệnh dạ. cho nên là thứ hai này chị lên chị hỏi cho nó chính xác một trăm phần trăm thì như kênh youtube để lê thắng thiện đã từng uh, chia sẻ với chị cũng dạ. như quý diễn giả lê Thăng thiện sẽ là người tặng cho mẹ con chị vé máy bay dạ. để mà uh, có một cái cuộc hành trình dạ tìm lại cái uh, cuộc sống mới của hai yeah. mẹ con mặc dù giống như em từng chia sẻ với chị trước đây yeah. làm ở đâu mình cũng phải làm ở yeah, Việt yeah. Nam cũng vậy mà ở nước ngoài cũng vậy thế nhưng yeah. với một cái uh, người sinh ra có cha là người Canada yeah. nội vẫn còn các cô vẫn còn em gái vẫn còn yeah. và cuộc sống bên Canada thì nó có một cái dễ dàng hơn yeah. thì uh, mình cũng nên uh, làm cái điều cho mẹ con chị đi yeah. thì uh, chị có được tư vấn từ anh sinh tố cũng như là những luật sư cho biết rằng với cái trường hợp của chị con mình là quốc tịch Canada vậy cái cơ hội được đi của chị là khoảng bao nhiêu 90 phần vâng 90 phần trăm thì quý vị quý vị ở bên Canada và tất cả mọi người bây giờ em nói không phải là riêng mẹ con em em không có gì hay hết nhưng mà quý vị à, bà con cô bác mạnh thường quân trong và ngoài nước đã theo dõi mẹ con em rồi bây giờ em không có biết đã một thời gian cái nói với cái thần kinh em như vậy là bác sĩ tâm lý người ta cũng nói mà thần kinh thép á, em mới chịu đựng nổi á, cứu sốc là chồng chết này tiền bạc không còn rồi con như vậy mỗi đứa một nơi cái người mẹ này giống như là muối sát vô ruột á, nhưng em vẫn phải cố gắng sống chứ không phải là cái cuộc sống mình nó như vậy rồi mình đổ đốn ra rồi giờ mình là một cái gánh nặng cho xã hội mình xa lầy vào những cái chỗ không hay buồn lắm quý vị đau lắm quý vị nhưng mà phải cố gắng để sống để vượt lên cái con cái cuộc sống này vì ở đâu cũng làm ở Việt Nam cũng làm qua Canada cũng làm ở đâu cũng làm cũng phải cuộc sống thứ nhất là thật thà thứ nhất là sống thật thà tâm tầm đạo đức con người mình từ cái tâm chứ không phải cái đạo nào hết đạo nào cũng vậy mình làm người hết quý vị cho nên là em xin quý vị cho em những lời hay ý đẹp để em còn đủ sức đủ nghị lực đây để em chung tay em đi với con đường là con trai của em. chứ nếu mà cháu á mà được bình thường như những đứa trẻ khác, trang nữa tuổi của cháu thì ngày hôm nay em không phải vất vả và khổ sở như vậy. Nha quý vị, nên là thương em thì kích lệ, động viên tinh thần cho em. Vâng. Em, à, em, em sẽ đồng hành với chị và hàng rất là nhiều khán giả của em rất là yeah. quý mến à, thương hai mẹ con chị chị yên tâm với vấn đề đó à, thưa chị cái điều mà ai cũng đang rất là mong muốn thì cái dịp vừa rồi trước tết anh sinh tố có về đây yeah. và anh là một vị ân nhân anh đang định cư ở toronto ở canada thì trong cái cuộc mà về và em biết rằng anh sinh tố đã tạo một cái ngày cho vương cùng mẹ vui chơi ở đà nẵng để mà khai hỏa cái tinh thần thì trong cái buổi gặp anh sinh tố đó thì chị em biết chắc chắn chị cũng đã chia sẻ về cái hướng sắp tới khi mà mẹ con chị qua Canada và chị đã nhận được cái uh, uh, sự uh, quan tâm của anh sinh tố như thế nào. Nói chung là anh rất là thật tình. Anh rất là nhiệt tình về mọi mặt, tất cả giấy tờ sau khi vì em là qua bên đó là một một nơi mới rồi, một đất nước xa lạ với em, em chẳng biết gì hết, cho nên mọi sự em đều phải trông cậy nhờ vào anh sinh tố tất cả mọi thứ từ giấy tờ vật chất chỗ ở chỗ ăn chỗ ở tất đặt từng tân em không có bà con cô bác gì hết nhưng một sự kích coi như là kích nệ động viên tinh thần của anh sinh tố rất là mạnh mẽ mà quý vị cứ coi cái kênh mà à, cái clip mà em đi Đà Nẵng em cũng quay em cũng review lại để cho quý vị được theo dõi được nhìn theo cái bước chân của mẹ con em cái cuộc sống nó thay đổi như thế nào và nó tốt đẹp ra làm sao thì chắc chắn một điều những đồng tiền quý vị giúp đỡ mẹ con em nó không phải là uh, loãng phí đi đâu hết. Thứ nhất là chữa bệnh cho con em khỏi. Thứ hai là em thay đổi được cuộc sống mà em không phải là người ỷ y vào và chỉ biết nhận vào đồng tiền của Mạnh Thường Quân. Cho nên là em luôn luôn kính chúc mọi người được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống này. Mình có sức khỏe là có tất cả quý vị. À, anh sinh tố thì anh quá tuyệt vời rồi anh cho cháu đi uh, biển là anh cũng biết là cuộc sống ngày xưa là cha hay cho đi như vậy thì anh nói vương lâu lắm rồi không được đi cho đi biển như vậy là để thoải mái cái uh, thần kinh cái đầu óc đó nó cũng là một cái cách chữa bệnh về một cái tìm mọi, mọi về kích động tinh thần tình cảm nói, nói chung là mọi thứ anh thử em cảm ơn anh rất là nhiều và cảm ơn quý vị cảm ơn mạnh thường quân rất ừ, là nhiều con có nghe ừ. mẹ nhắc lại một cái vị đại ân nhân của mình vừa, vừa rồi không? con còn nhớ mẹ đang nói đến ai không yeah. ai con yeah. chú gì chưa đó mẹ. mẹ chú sinh tố chưa, <cười> chưa, <cười> vâng. Chưa, <laughs> vâng thì à, những cái ngày mà được à, đi chơi với lại bác sinh tố đó thì con thấy như thế nào và à, con có thể chia sẻ lại à, những cái thời khắc mà hạnh phúc nhất của con vừa qua không yeah thấy vui, con cảm ơn chú sinh chú tố có hứa chú với chú con gì không? Dạ, chú sinh tố không. À vâng, vâng. chính sinh tố đang ở chính chú nơi quê của cha con đó. Chú sinh tố chỉ kêu là con đi về vĩnh rồi chú lo cho con. Oh God, cái điều mà lên thiện đang mong muốn được nghe đó quý vị, đó là điều mà lên thiện đã biết. À, cho nên quý vị khán giả hãy yên tâm, à, Canada đã rộng cửa để đón chào hai mẹ con chị Duyên và những người Việt thân thương của chúng ta trong đó có anh sinh tố và rất rất nhiều cô chú khác thậm chí em đang có trong tay những cái thông tin địa chỉ của số điện thoại của những cô chú anh chị rất là dạ. thương chị rất dạ. là tình đồng hương vậy nó là vô cùng cao quý dạ. khi mà dặn em rằng khi nào mà chị duyên và vương có bắt đầu được đi Canada thì hãy báo cho chị biết cô biết chú biết anh biết thím biết bà biết để mà bên đây sẽ hỗ trợ ban đầu cho hai mẹ con chị dạ, nghe chị sung dạ, sướng dạ. không dạ dạ em cảm ơn bà con cô bác rất rất là nhiều trong cuộc đời em thì vừa rồi đó là biến cố của của con em nó xảy ra như vậy thì em chỉ nghĩ rằng em không còn cái con đường để sống nên em mới khởi đóng cái xe như vậy để em vừa mưu sinh vừa chăm sóc con em được chứ đi làm công ty hoặc đi làm cho bất cứ ai thì cũng vừa mất thời gian mà phải vừa vì đồng tiền lệ thuộc hết tất cả nên là cái cuộc sống của mẹ con em ngày hôm nay được như vậy được thay đổi như vậy mà được giấy tờ hoàn tất như vậy nè Cảm ơn quý vị rất là nhiều vâng. Cảm ơn à, tất cả mọi à, người quý vị rất là nhiều à, Trong những ngày tới thì à, về câu chuyện của mẹ con chị Duyên Của em Vương đây Chắc chắn là nó sẽ là những cái thông tin Phải nói là quý vị mong chờ để theo dõi Mong chờ để biết kết quả Và Lên thì nghĩ rằng Trách nhiệm của Lên Thiện sẽ làm điều đó Thậm chí khi mẹ con của chị Duyên và em Vương đây Qua tới Canada Những thước phim về hai mẹ con sinh sống ở Canada như thế nào Cũng sẽ được Chính kênh Youtube Thiện Nguyện của Anh Sinh Tố Đưa đến cho quý vị không bao giờ mà 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 bị gián đoạn bất cứ một cái công ừ. việc gì là em hy vọng rằng chị duyên qua bệnh rồi sẽ làm những điều gì thứ nhất để tri ân cái tấm lòng của tất cả mọi người yeah. đang đã và sẽ tiếp tục lo lắng cho mẹ con chị yeah. cũng như là các cô chú bác trong đó đặc biệt là anh sinh tố yeah. những người mà mặc dù không phải là ruột thịt của mình nhưng xem vương như người con người cháu của mình xem chị như một người chị một người em của mình để yeah. mà Văn tay giúp đỡ như vậy dạ tất cả bà con cô bác ấy thương mẹ con em này theo dõi. Mặc dù em không phải là diễn viên hay là đặc biệt nổi tiếng nhưng mà vì cái câu chuyện của mẹ con em là vì con em là một cậu uh, hot boy lại bị bệnh bại liệt như vậy, cha thì chết, mẹ thì như vậy, nhà cửa không còn tiền bạc không có, công an việc làm thì không ổn định, cứ nay đây mai đó mà em mưu sinh như vậy thành thử nó là một cái câu chuyện chứ không phải là uh, diễn viên cái nổi tiếng gì, nhưng mà quý vị đã theo dõi rồi thì từ ngày buồn cho tới ngày vui thì vì buồn thì cũng khóc mà khóc vui thì cũng khóc cho nên quý vị thấy em ngày hôm nay không? đó cho nên em cảm ơn em luôn luôn chân thành cảm ơn mọi người rất rất là nhiều và um, sẽ có những cái thước phim nè em cầm trên tay là giấy quốc tịch của con em này rồi em cầm trên tay cái hộ chiếu của con em này và sẽ có cái đoạn mà tiện đưa mẹ con em đi đến cái phương trời xa hơn nữa và khi vậy. mà tới nơi và đó, đó rồi như sẽ như thế nào sẽ tiếp tục có yeah, những video từ kênh kên youtube thiện nguyện của anh sinh tố yeah, đúng rồi anh sinh tố ơi em cảm ơn anh nha rất là nhiều anh đã đồng hành cùng em nếu không có anh nếu không có những vị khán giả tuyệt vời như anh cũng như các cô chú bác kiều bào hải ngoại cũng như khán giả thì lên hiện sẽ không thể nào làm bất cứ chuyện gì được cả cho nên yeah. em chỉ là một phần đóng vai trò trong cái sự thành công này và sự chung tay của tất cả mọi người mới đóng vai trò thành công một cách hoàn hảo như thế này yeah. xin hẹn gặp lại quý vị trong những video clip khác và chúng ta hãy cười thật tươi thốt lên rằng niềm vui đã đến với mẹ con của chị duyên và hot boy canada xin chào yeah, xin, chào. xin chào tạm biệt khán giả